mẹ. Ra đây mẹ bảo. Đi đâu cả đêm giờ này mới về? Thì con đã bảo với mẹ là con đi du lịch với bạn rồi còn gì. Sao mẹ hỏi nhiều ấy nhở? Học hành thì không chịu lo học, chỉ đàn đúng là giỏi thôi. Thôi, con đi vào dọn phòng đây. Này, dọn dẹp ngay cái phòng đi nhá. Con gái con lứa mà để cái phòng như đống rác như thế mà được à? Dạ vâng ạ. Mẹ ơi. Sao con? Áo dài của con mẹ đã giặt chưa ạ? Mẹ giặt rồi, để mẹ đi lấy cho. Nhá. Mày thái độ với mẹ như thế à? Đúng là lại bất hiếu. Mẹ á, mẹ thử đánh con xem nào. Rồi á, có khi đánh nhầm vào con gái vàng con gái bạc của mẹ. Thôi con này. Thôi, mẹ có gì từ từ bảo em. Đúng là cái loại không được cái nết gì cả. Con đi vào phòng đây. Dậy. Thôi mẹ bước ra. Em Trang nó chỉ nghịch ngợm một tí thôi. Chỉ có con ấy là bố mẹ không phải lo lắng gì cả. À con này, thế còn tình hình luận án tốt nghiệp của con thế nào rồi? Con hoàn thành xong rồi mẹ, chỉ chờ 2 ngày nữa là bảo vệ thôi. Ôm ý nhất định cả nhà mình phải đến chúc mừng con. Nhưng mà mẹ xinh đẹp trẻ trung như thế này, nhỡ mẹ đến bạn con tưởng mẹ là chị gái của con thì sao? Cha bố cô chỉ được cái nịnh là giỏi thôi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Sao hôm nay lại khách sáo với mẹ thế? Tuy con không phải con gái ruột của mẹ, nhưng mà mẹ lại chăm sóc cho con còn hơn cả em Trang nữa. Từ hồi lấy bố con về, mẹ luôn luôn coi con như con gái ruột của mẹ. Con không phải nghĩ như thế nhớ chưa? À mình này, cuối tuần này cái Khánh Ly nó làm lễ tốt nghiệp. Mình xin xếp thời gian cả gia đình mình đến chúc mừng con nhé. Anh nhớ mà. Trang đấy hả con? Dạo này việc học hành như thế nào rồi? Vẫn tốt ạ. Không cần phải chú quan tâm. Ăn nói với người lớn như thế hả con? Biết rồi. Khổ lắm nói mãi cơ. Mà con chẳng hiểu sao suốt ngày mẹ nhắc con cái vấn đề đấy. Ăn một miếng cũng không xong. Ôi cái con này, con với cả cái nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo. Biết thế ngày xưa cho nó đi với bố nó luôn. Bực hết cả mình. Sao mình lại nói thế? Con nó nghe thế lại đau lòng. Tính nó ngang bướng không khác gì bố đẻ nó. Ngày trước em không tha nó đi thì không biết giờ này lang thang ở xó xỉnh nào. Thôi nào, anh xin mình. Mẹ con cứ gặp nhau là căng thẳng. Dù gì cũng là máu mủ ruột già, chứ có phải người dưng nước lã đâu. Người dưng ấy còn biết điều hơn nó. Khuya này mày có đi đâu? Con đi đâu á? Con ý sẽ đi ra khỏi cái nhà này chỉ để cho 3 người ở nhà hạnh phúc thôi. Nhìn thấy mặt con là mẹ lại ngứa mắt. Con này. Kìa Trang, sao con lại nói thế? Có bố mẹ, có chị Khánh Ly và con mới là một gia đình chứ. Anh kệ nó, cứ để cho nó đi đi. Nhưng mà tao nói cho mày biết ý, mày đã đi thì đừng bước chân về cái nhà này nhá. Thôi nào mình. Được rồi, con sẽ đi. Con đi, nếu có làm sao mày đừng có nhặt xác con về. Mày, con này. Trang ơi, kìa Minh, Minh làm sao? Minh ngồi xuống đi. Minh sao thế này? Minh sao thế này Minh? Nào. Khánh Ly ơi, Khánh Ly, mẹ làm sao thế này? Con gọi cấp cứu đi. Con gọi cấp cứu đi. Vâng mẹ, con gọi ạ. Minh ơi, Minh, Minh.
Trang, ai cho em dùng những thứ như thế này? Em đang tự hủy hoại bản thân mình đấy à? Chị đến đây để đóng giả làm người tốt đấy à? Mẹ đang bị xơ gan giai đoạn cuối, bây giờ đang nằm chờ phẫu thuật ở trong bệnh viện. Nếu em có gì bất mãn thì nói sau. Bây giờ đi về với chị. Mẹ bị xơ gan á? Chị có đùa tôi không đấy? Chị không bao giờ đưa sức khỏe của mẹ ra để đùa. Đi về. Mẹ. Mẹ. Con mời bố ạ. Bố gì? May quá các con ạ. Thế là mẹ bây giờ yên tâm phẫu thuật được rồi. Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. May mà có Trang phù hợp để ghép gan cho mẹ. Vâng, cuối cùng thì tôi cũng có tí tác dụng trong cái ngôi nhà này. Thôi ăn đi các con, rồi bảo vệ với mẹ. Trang này, con ăn nhiều vào mới có sức mà làm phẫu thuật. Em ăn món này đi, tốt cho gan lắm đấy. Thôi, tôi no rồi, tôi không ăn nữa đâu. Kìa, em đã ăn gì đâu mà no. Không được bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe đâu đấy. Sức khỏe á? Bình thường có thấy hai người quan tâm đến sức khỏe của tôi bao giờ đâu. Đến bây giờ thấy tôi phải đi hiến gan, hiến máu thịt mới bắt đầu quan tâm là như thế nào. Kìa Trang, sao con lại nghĩ thế? Người nằm trên giường bệnh là mẹ đẻ của con. Chú với chị Khánh Ly chỉ là lo cho hai mẹ con thôi mà. Ông có thấy có bà mẹ ruột nào coi con riêng của chồng còn hơn con đẻ không? Chị ta thì là vàng là bạc, còn tôi thì là cái gì? Đúng là bà ấy có ngày hôm nay ấy, thật là xứng đáng rồi. Trang, em không được nói về mẹ như thế. Tại sao tôi không dám nói? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu mà muốn hiến gan ý, hai người tự đi hiến. Thôi, con đợi này. Thì bố sẽ nói chuyện với em. Con dọn dẹp đi rồi vào viện với mẹ. Vâng ạ. Nhưng mà lát nữa nếu Trang có nói gì không phải thì bố đừng có để bụng bố nhá. Ừ, bố biết rồi. Ai đây? Chú muốn nói chuyện với con một chút được không? Chú vào đi. Trang à, chú biết lúc nãy những gì con nói chỉ là giận dỗi. Còn thực lòng con cũng thương mẹ mà. Mẹ con chăm lo cho gia đình này, yêu thương chị Khánh Ly cũng chỉ là vì muốn cho con một mái ấm trọn vẹn. Thôi, ông đừng nói dối nữa. Chú có nói thật hay không? Chờ mẹ con khỏe lại, con hỏi bà ấy. Cuối cùng là
ông vẫn chỉ muốn khuyên tôi là đi ghép gan cho bà ấy đúng không? Con quyết định như thế nào thì là quyền của con, không ai ép con cả. Chú chỉ mong rằng con hãy lắng nghe lời trái tim mình mách bảo. Trái tim mách bảo? Vì thế nên chú với mẹ tôi mới tái hôn. Tất nhiên là vì tình yêu. Nhưng quan trọng hơn là muốn cho hai con có một gia đình thực sự. Cho chị Khánh Ly có một người mẹ. Và cho con một người bố. Con ngang bướng, nổi loạn cũng là do thiếu sự quan tâm. Đấy là thiếu sót của người làm cha làm mẹ. Chú và mẹ xin lỗi con. Mẹ mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày. Nuôi nấng con ăn học 20 năm trời. Con là thành quả của mẹ. Ngọt hay đắng, mẹ cũng không thể ghét bỏ con được. Tôi sẽ phẫu thuật. Con quyết định rồi chứ? Thì chú chẳng bảo là dù quả đắng hay quả ngọt thì cũng vẫn là mẹ con sao? Tốt quá rồi. Tốt quá rồi con gái. Mà từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi gọi chú là bố. Chú có thấy khó chịu không? Chú chỉ tị với mẹ vì bà ấy có tận hai cô con gái xinh đẹp. Thế là con chấp nhận chú là bố. Con gọi chú à? Con chấp nhận bố rồi đúng không? Chị Khánh Ly có cả bố lẫn mẹ thì con cũng phải có chứ. Đúng. Giờ con có cả bố lẫn mẹ mà. Thấy chưa? Về nhà mình có phải là thoải mái thư thái hơn không? Cứ thích ở trong viện. Mà lần này nhá, nhớ giữ sức khỏe đấy. Đừng để cho bố con anh thoát tim như vừa rồi. Đúng rồi đấy bố ạ. Trời ơi, con ở trong này không thể nào mà chịu được cái mùi thuốc khử trùng. Giờ người vẫn còn đầy mùi đây này. Vất vả cho mấy bố con rồi. Vì tại mẹ nên cả nhà không tới dự lễ tốt nghiệp của Khánh Linh được. Thôi đừng nghĩ nhiều mình. Sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất. Đợi mẹ với em Trang khỏe lại rồi cả nhà mình còn nhiều dịp để đi mà. Đúng rồi này. Trời ạ, đến nằm trên bàn mổ rồi vẫn không quên được lễ tốt nghiệp của con gái cưng cơ. Muốn ăn đòn hả con?
Không phải vì bố và chị gái con giấu nhẹ mẹ việc con hiến gan cho mẹ, thì mẹ có chết đi không để cho con lên bàn mổ đâu nhá. Đấy, cứ đòi đánh con nữa đi. Mà con cũng không hiểu được là bố yêu mẹ cái điểm gì không biết. Con này, trả được cái điểm nào. Mấy bố con nhà này vào mùa để bắt nạt tôi đúng không? Đây, để tôi cầm bóp cho. À, thôi bây giờ nhá, nhà mình sẽ đi ăn liên hoan. Nhân ngày mẹ với em ra viện. Đồng ý không nào? Dạ vâng ạ. Tắm rửa sạch sẽ, lên đường. Ok bố. Tí ra thì bỏ quên đấy. Lần sau mà như thế này, nghỉ việc đi. Ra ngoài đi. Có chuyện gì mà anh quát bằng nhân viên đầu tiên đấy? Không có gì. Thôi, bớt giận. Sao, cần cái gì thì cứ gọi em là được rồi. Nào nào, cái tay. Nhắc em bao lần rồi. Đây là công ty chứ không phải nhà. Mà anh là giám đốc, em phải tôn trọng anh chứ. Nhưng mà em là người yêu của anh cơ mà. Có hơi thân mật một chút sao đâu. Một chút cũng không được. Đây là công ty, anh không nhắc lại nữa đâu. Thôi rồi, em biết rồi. Từ giờ em sẽ không dám thân mật với anh nữa. Nhất là ở trong công ty. Biết thế là tốt. À, có tập tài liệu cần anh ký đấy. Nào. Hai tay. Như thế mới tôn trọng giám đốc. Tập tài liệu này cần xếp ký ạ. Ừ, thế có phải ngoan không? Đấy, xong việc rồi, ra ngoài đi. Em xin phép. Nóng thế. Bảo vào quán cà phê mát thì ngồi điều hòa không ngồi. Lôi ra ngoài công viên là chết nóng. Anh thừa biết tính em không thích ngồi cà phê còn gì. Đi như thế này vừa thoáng vừa mát. Chả thích rồi nào. À, có ghế này. Ngồi đi em mỏi chân quá. Ngồi. Ôi dào. Tự nhiên anh nhìn em tròn mắt thế. Em uống nước mà em không mời anh à? Đây có phải công ty đâu, anh có thể tự lấy mà. Đây này. Này nhá, anh nói cho em biết, anh là giám đốc, khi đi ra ngoài em phải giữ thể diện cho anh. Nhớ ai nhìn thấy thì làm thế nào? Em biết rồi. Hai tay. Bó anh quả nhã đi. Đây. Trông nhãn có vẻ ngon đấy. Em mua ở đâu đấy? Em mua ở siêu thị gần nhà ấy. Trông cùi dày. Anh vừa mới nói nhắc em xong. Hai tay. Ở công ty cũng bắt em làm vậy. Ra ngoài này cũng thế. Giết. Em không biết em có phải người yêu anh không? Này nhá, em không là người yêu của anh thì em là người yêu của ai?
anh chưa bắt em phải chia tay anh. Và anh cũng chưa chia tay em. Em còn hỏi cái gì nữa? Nhưng mà em không thấy anh dành cho em chút đặc quyền nào cả. Đặc quyền? Này nhá, anh đưa em đi chơi này, đưa em đi shopping này, đưa em đi xem phim này, đưa em đi du lịch này. Anh đưa em đi bất cứ nơi nào mà em thích. Ngay cả cái việc đưa em ra cái nơi thơ tha thơ thẩn này, anh cũng đưa em ra. Như thế mà anh là không chiều em à? Ờ thôi thôi, được rồi. Vâng, đặc quyền của người yêu ạ. Mời giám đốc ăn. Thế phải ngon ngoan không? Nhãn ngọt đấy. Anh ăn thêm không? Thôi. Không có giấy ăn à? Chết, em quên mất rồi. Cho anh mượn tay tí. Nắm gì? Đưa đây. Này, không ai chiều anh như em đâu đấy. Thì cũng không ai yêu em như anh đâu đấy. Quỷ sứ này. Mới yêu mà đã thế này rồi, từ đời mới khổ thưa con ạ. Đây. Tốt nhất là con cứ bỏ phắt cái thằng giám đốc hách dịch đi cho bố, đỡ mệt. Trên đời này chả thiếu gì đàn ông. Thôi bố. Con gái bố sinh thế này chả sợ ế đâu. Thật ra anh ấy chỉ muốn thử tâm hách dịch tí thôi mà, chưa cũng tâm lý lắm ấy. Tâm lý mà sai con như là con ở con ô xin ấy, ai mà chịu được. Thì con cũng yêu anh ấy, chỉ là dạo gần đây anh ấy hơi hách dịch quá đà thôi. Nhưng mà không sao, con sẽ nói rồi nhắc nhở xong uốn nắn anh ấy. Không sao đâu ạ. Uốn nắn? Cô uốn nó hay là nó uốn cô cong veo đấy? Bố. Suốt ngày vâng vâng dạ dạ như người hầu. Nhưng mà con không biết đâu. Nói chung là con không bỏ anh ấy đâu. Thôi, được. Bố có cách này. Hả? Không được đâu bố. Bố làm như thế, thế thì con lại phải giới thiệu bố này nọ các thứ rồi tâng bốc bố lên, xong bố diễn không được ấy, mặt mặt con nó không được đâu. Được, đường đường là một diễn viên tay ngang như bố, chả nhẽ bố lại thua một cái thằng giám đốc lửa mùa ấy. Có chắc không? Chỉ cần con hợp tác với bố thật chắc chắn vào, bố sẽ thắng lợi, được không? Thôi được rồi, nếu diễn nó tốt vào nhau. Thế nhá, đặt tay. Bố con đứng dậy đi nào. Đi. Bố, hôm nay con thấy bố sao sao ấy. Bố kham nổi không đấy? Với cái mác là tổng giám đốc của công ty địa ốc của chú con ấy, bố tự tin bố sẽ làm được. Con yên tâm đi. Mà con không hiểu sao chú ấy lại đồng ý cho bố mạo danh được ấy. Thế con đâm đầu vào cái chỗ không đáng tin cậy, cả họ còn phải ra tay nữa à? Nói gì chú ấy? Thôi được rồi, bố đúng. Bố nói cái gì cũng đúng hết luôn ấy. Nhưng mà con chỉ lo được cho bố vào đây thôi nhá. Còn những tình huống xảy ra phía sau bố phải tự xử lý đấy. Được rồi. Anh chào chú ạ. Dạ, rất hân hạnh được gặp chú. Tôi cũng vậy. Dạ, mời chú ngồi ạ. Cậu có thể lịch sự kéo ghế mời tôi ngồi được không? Đi. Đứng đực ra đấy ạ. Vâng. Cái phong cách của tôi là khi đi làm việc ấy, là tôi muốn cái người đối tác có địa vị cao nhất phải kéo ghế mời tôi ngồi. Anh có thể làm được gì đó không? Dạ được ạ. Mời chú ạ. Dạ, mình bắt đầu vào việc được chưa chú? Được, cậu cứ nói đi. Dạ vâng, qua thư ký của cháu cũng biết được bên công ty của chú đang có dự án đầu tư về phim ảnh.
mà vừa hay bên công ty của cháu cũng đang có dự án đầu tư về phim ảnh nhà đất. Cháu rất mong công ty của chú có thể góp vốn đầu tư chung vào dự án của cháu lần này. Được, để xem thành ý của công ty cậu như thế nào đã. Dạ vâng ạ. Tôi rất không thích những cái người mà làm ăn láo nháo. À vâng vâng. Dạ vâng, cái thì chú không cần phải lo. Bên cháu rất sòng phẳng và rõ ràng, nên cái ý chú cứ yên tâm đi ạ. Dạ, cháu mời chú uống nước. Cậu lại không tỏ ra thành ý rồi. Cậu mời như thế thì khách gì bảo tôi đừng uống. À dạ vâng, cháu xin lỗi. Dạ, chú uống nước đi ạ. Tôi muốn cậu mời tôi bằng hai tay. Dạ vâng. Cháu mời chú ạ. Rồi, cảm ơn. Cam có vẻ ngon quá nhỉ? Dạ vâng, cam... Người chọn mua khéo đấy. Dạ vâng, cam này là cam của thư ký cháu mua đấy chú ạ. Thư ký của cháu vừa xinh đẹp, vừa làm được việc mà lại khéo tay lắm chú ạ. Chú ăn đi chú. Cậu lại quên tác phong làm việc của tôi rồi. Cậu phải mời tôi bằng hai tay chứ. À, dạ, cháu mời chú ạ. Cậu phải bóc ra tôi mới ăn được chứ. Sao tôi ăn được? Này, chú quá đáng lắm rồi đấy nhá. Đây là công ty của cháu, chứ không phải là công ty chú. Ông bảo ông thích làm gì thì ông làm, ông thích sai bảo tôi làm gì thì làm, hả? Bỏ tay ra, tôi hết bình tĩnh rồi. Chắc gì ông ta đã ký hợp đồng, mà ông ta đã sai bảo anh như là người hầu của ông ý. Cậu nói đúng lắm. Chắc gì tôi đã ký hợp đồng với cậu, mà tôi đã sai bảo cậu làm mấy việc như người hầu như thế này. Và tôi cũng chắc gì tôi đã gả con gái tôi cho cậu để cậu sai bảo nó mấy cái việc như là người hầu như thế này. Cơm ấy dâng đến tận họng, thức ăn này dâng đến tận miệng, hả? Chú nói thế nghĩa là sao? Thư ký của cậu là con gái của tôi, cậu hiểu chưa? Là con gái á? Thì em xem không nói với anh. Bố cho đâu? Bố. Em giết anh rồi. Cháu xin lỗi chú ạ. Thôi được rồi, cứ ngồi đây. Dạ. Mời đi, tôi nói chuyện tiếp. Cậu nghĩ là giám đốc mà to à? Dạ. Có quyền có chức mà không có nhân cách ấy, thì không khác gì mấy cái thằng du côn cướp giật. Nói cho nó để nó biết, để nó còn tự sửa đổi. Chứ không ấy, là nhân viên ấy, nó không ai muốn làm dưới một cái tay giám đốc hách dịch, gia trưởng. Họ sẽ bỏ đi hết. Vâng, dạ vâng ạ. Nhưng mà thực ra là cháu cũng làm tổng giám đốc, mà cháu thì chân tình. Thành ra là cháu sợ nhân viên của cháu nhờn, họ không nghe lời, nên là cháu mới có những hành động như thế này, mong chú thông cảm. Cậu lầm rồi đấy. Muốn nhân viên họ phục tùng ấy, điều đầu tiên cậu phải làm được việc. Dạ vâng ạ. Mọi quyền lợi của anh em cậu phải đáp ứng cho đầy đủ. Dạ vâng ạ. Còn với con gái tôi, cậu mà cứ ra uy theo kiểu như vậy thì sớm có ngày nó bỏ của chạy lấy người. Vâng, dạ vâng ạ, cháu xin lỗi chú ạ. Những cái việc ấy mà cậu không thích làm ấy thì đừng bao giờ bắt người khác phải làm, cậu hiểu chưa? Dạ vâng. Cháu sẽ ghi nhớ những lời của chú. Dạ, chú ăn miếng cam cho hạ hỏa. Thôi, cháu mời chú ạ. Cậu ra kia mà tạ lỗi con gái thôi. Vâng. Nhá. Vâng, dạ vâng. Dạ, cháu chào chú ạ. Thank you.
tiền giúp con ạ. Chết rồi, tôi mất ví đâu rồi? Anh Hương, anh, em nhắn tin cho anh địa chỉ rồi anh qua đây giúp em một chút nhá. Ừ. Anh Hương. Sao? Có chuyện gì? Nãy em đi đường không rơi mất ví rồi. Lâu rồi á, không có tiền giả khẩu cái này. Anh vào giả giúp em nhé, không phải gì. Này, cô bị điên à? Tôi có ăn đâu mà tôi phải giả? Anh đang nói gì với em đấy? Không. Này, tôi đang nói rất nghiêm túc. Chia tay đấy. Hương, anh có biết mình đang nói gì không đấy? Cô không biết tự nhìn lại bản thân của mình à? Chân thì tàn phế, công ty của nhà cô thì đang phá sản. Bây giờ bố cô còn đang phải đi trốn nợ, không biết bao giờ mới về. Tôi có phải thằng ngu đâu mà bây giờ tôi lại đi ôm một đống của nợ về nhà. Bây giờ tôi lại đi ôm một con của tội phạm à? Hả? Anh Hương, anh có biết anh đã thốt ra những lời gì không đấy? Tôi nói thế là sai à? Lần cuối nhá. Ôi giời. Anh đứng lại đây. Tránh ra. Rách cả việc. Lần sau đừng có tìm gặp tôi nữa. Anh Hương. Qua giả lại cô ạ. Có mỗi bát phở đáng bao nhiêu đâu con. Cô miễn phí cho con. Con chân đau như này đi kiếm tiền làm sao được. Con cảm ơn cô. Thì giờ con đi về đâu? Để cô gọi xe ôm rồi cô gửi tiền cho. Bây giờ con không biết đi về đâu nữa. Nhà thì đang bị siết nợ. Mẹ mất. Bố lại bỏ trốn như thế. Họ à, quay lưng. Hành lý thì con cũng chỉ gửi tạm nhà bạn thôi ạ. Thôi, hay là con ở lại đây làm con nuôi cô nhá. Con cô tai nạn mất lâu rồi. Có hai ông bà thôi, buồn lắm nhá. Được không ạ cô? Con cảm ơn cô ạ. Không sao rồi,
cô gọi xe. Để mẹ gọi xe cho con đi khám xem chân con thế nào nhá. Vâng ạ, con cũng sẽ cố để lành lại rồi phụ mẹ bán hàng. Rồi đi, đi vào nhà đi con. Gì ạ? My, sao cô lại ở đây? Tuấn à? Tớ làm ở đây mà. Tớ đọc báo thấy tin bố cậu bị phá sản. Tớ lo cho cậu lắm. Tớ không biết tìm cậu đâu ấy. Bây giờ tớ cũng chả biết dựa dẫm vào ai cả. May mà có bác Thủy. Thế nên là kêu mang tớ, nên bây giờ tớ làm việc đây luôn. Nhờ thế mà tớ mới tìm thấy cậu đấy. Hay là cậu vào công ty tớ làm đi. Tớ đang khởi nghiệp, cần người đồng hành. Tớ sợ mình không đủ sức đâu. Không phải sợ, ngày xưa cậu học ở lớp ấy, toàn đứng top 5 của lớp mà. Có gì khó ấy, tớ sẽ giúp cậu. Vậy Tuấn để mình suy nghĩ ra nhá. Cậu cứ suy nghĩ đi. Đưa điện thoại cho tớ. Làm gì? Cứ đưa đây. Khi nào suy nghĩ xong ấy thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho tớ nhé. Menu kìa, Tuấn chọn gì đi. Mà nói chuyện với cơ đớt quá, quên mất. Cho tớ một bát cháo nhé. Ok, Tuấn chờ mi tí nhé. Hay là cậu vào công ty tớ làm đi. Tớ đang khởi nghiệp, cần người đồng hành. Chị ơi! Chị! Con! Mẹ! Mà thẫn thờ ra thế? Mẹ gọi từ nãy giờ không được. Thế ạ? Con không biết. Mẹ bảo con có chuyện gì ạ? Mẹ bảo con là mang mấy cái lọ gia vị này vào để mẹ cho vào cho khách mà. Con làm sao thế? Tại lúc nãy con có gặp lại bạn cũ hồi đại học. Cậu ấy vừa sáng lập công ty, bảo là muốn gọi con về làm ạ. Nhưng mà con vẫn đang suy nghĩ. Thế thì con nhận lời đi, còn suy nghĩ gì nữa? Đừng bỏ lỡ cơ hội con ạ. Cậu ấy bảo với con là nếu mà nhận lời thì con phải ra nước ngoài công tác rất lâu. Thì con phải xa bố mẹ đấy. Không sao, con không muốn đâu. Con cứ đi đi, đừng để lỡ cơ hội của tương lai. Bố mẹ thì vẫn ở đây mà. Lúc nào bố mẹ cũng mong rằng con gái của bố mẹ thành công, hạnh phúc. Thật là mẹ, con cảm ơn mẹ. Vậy là lát con gọi điện báo tin cho cậu ấy. Rồi con sẽ sắp xếp hôm nào để cho Tuấn sang gặp mẹ đó. Ừ, thế thì tốt quá. Rồi, vào cả đi con. Cô Trần Thanh Thủy đúng không? Đúng đúng rồi ạ. Cô đang nằm ở dưới tầng 2.
Nhưng mà anh chị muốn xuống thăm thì đầu tiên anh chị phải đóng tiền viện phí đã, vì cô trễ viện phí hơi lâu. Em cứ đứng đây nói chuyện với bác sĩ nhá, để anh em đi đóng tiền cho mẹ. Chị ơi, cho em hỏi là bệnh tình của mẹ em như thế nào rồi ạ? Bệnh tình của mẹ chị rất là nguy cấp, phải phẫu thuật ngay. Mà rất may là anh chị về kịp đấy, còn nếu không thì ngày mai bọn tôi đã trả về rồi. Em nhờ chị chỉ cho em là phòng của mẹ em nằm ở đâu ạ? Phòng mẹ chị là phòng 202, nằm ở dưới tầng 2 ấy. Em cảm ơn ạ. Rồi, ra hành lang rồi. Không có tiền ở đây ăn trộm ăn cắp chứ làm gì. Nghe đây, ra đi. Tôi xin cậu, cho tôi ở đây nốt chiều nay thôi. Để tôi còn uống nốt thuốc chiều nay. Sao bà nói nhiều thế nhỉ, không có xin dọn thế. Thôi, thôi, ra đi, mà ra đi, nhanh, ra đi. Mày làm trò gì đấy ạ? Cô là ai đấy? Mẹ có sao không? Con người quen à? Lâu lắm không gặp. Xin chào. Tôi không ngờ anh loại đàn ông khốn nạn như thế đâu đấy. Đến cả người già bệnh tật mà anh không tha nữa à? Thì làm sao? Ừ? Anh làm gì mẹ tôi đấy à? Mẹ cô á? À? Tôi tưởng mẹ cô mất lâu rồi mà nhở? Con, đây là mẹ nuôi tôi. Con xin lỗi. Ui rồi tình cảm kìa. Mẹ cứ để con xử lý ạ. Anh giải thích đi. Chuyện vừa nãy là như nào? À thì mẹ cô không có tiền. Ở lại ở cùng phòng với tôi. Nhưng mà nhìn mặt gian này kia nên là tôi phải đuổi ngay. Cấm mồm. Anh xin lỗi mẹ tôi ngay. Xin lỗi á? Cô bị thần kinh à? Hay là bây giờ nhìn ngon nghẻ nên là lên giọng thế? Anh làm trò gì đấy? Anh đừng nghĩ ai khốn nạn như anh. Muốn xin lỗi đúng không? Muốn xin lỗi gì? Thì đi với anh. Anh để mẹ làm trò gì đấy? Bố ơi! Sếp. Sếp lại ở đây à? Không liên quan gì tới cậu. Riêng cái hành vi của cậu vừa rồi ấy, cộng thêm vào việc nhận hối lộ, tham nhũng, mang người khác vào công ty tôi làm, như vậy đáng để đuổi việc chưa? Chờ sếp nghe em giải thích cậu đã. Không nói gì nữa. Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Tôi định ngày mai sẽ thông báo với cậu. Nhưng mà nhân tiện đây, tôi nói luôn cho cậu biết, từ mai trở đi ấy, đừng bao giờ tới công ty của tôi làm nữa. Ok sếp nghe em nói đó. Dạ, em có chót dại, mong sếp bỏ qua cho em. Chót dại à? Công ty của tôi ấy không nhận những người có nhân cách thối nát như cậu đâu. Cậu cút khỏi đây cho tôi. Cút khỏi đây cho tôi. Kiểu sếp. Mẹ. Con. Mẹ ơi. Con xin lỗi. Vì con và mẹ không có tiền để phẫu thuật. Cũng vì con mà mẹ suýt bị tên đê tiện kia. Mẹ không sao. Các con về như thế này là tốt lắm rồi. Mẹ, con với anh Tuấn đã lấy nhau rồi ạ. Bọn con về đây lần này là sẽ quyết định ở hẳn. Tốt quá. Mẹ chúc mừng các con. Mẹ về sống chung với bọn con nhé. Đúng rồi đấy mẹ. Con đã đóng hết tiền viện phí và phẫu thuật cho mẹ rồi. Chờ mẹ khỏi bệnh rồi chúng ta cùng về chung một nhà nữa nhé. Cảm ơn các con. Thank you.